đội bóng của huấn luyện viên Hasen Hat vừa giành lấy tấm vé đi tiếp đến vòng 5 FA Cup mùa này, khi trong lần đón tiếp Arsenal đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, Southampton đã biến pháo thủ trở thành cựu vương của giải đấu. Một trận đấu mà các học trò của chiến lược gia người Áo đã không cần làm quá nhiều, họ chỉ cần tập trung vào công tác trong khâu phòng ngự, bởi ngay khi còn sớm thì những vị thánh đã được Arsenal biếu không cho một bàn thắng, sau pha đốt lưới nhà của trung vệ Gabriel. Lần đầu tiên sau 3 mùa giải, Southampton mới được góp mặt đến vòng 5 của giải đấu lâu đời nhất hành tinh, và kết quả này có thể nói đã xoa dịu bớt nỗi buồn trong lòng người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Hasen Hat, khi ở vòng 19 Premier League, đội bóng con cưng của họ đã để thua trước Leicester City với tỷ số 0-2. Trận thua này đã khiến cho Southampton rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 29 điểm, hiện đang kém nhóm được tham dự Champions League mùa sau đang là 5 điểm, nhưng đang thi đấu ít hơn một trận. Đến với loạt đấu sớm ở vòng 20, Southampton sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà, và đối thủ của họ cũng không phải là cái tên nào khác ngoài Arsenal. Một màn oan gia ngõ hẹp giữa những vị thánh với pháo thủ thành London. Tất nhiên, một lần nữa đội bóng của huấn luyện viên Hasen Hat lại sắm vai đội bóng chiếu dưới, bởi đẳng cấp của họ sẽ khó có thể nào bằng với đối thủ. Song đó, không phải vì vậy mà người hâm mộ của Southampton lại cảm thấy lo lắng quá nhiều, bởi thời điểm này The Saints không những đang có phong độ rất tốt, mà ngay cả lợi thế trên sân nhà vẫn đang là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc dành cho thầy trò huấn luyện viên Hasen Hat. Cần biết, trong 10 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, thì Southampton chỉ mới gục ngã trước hai ông lớn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng ở thành Manchester, còn lại họ có một trận hòa và 7 chiến thắng, trong đó Liverpool hay Everton đã từng là nạn nhân phải gục ngã trên St Mary's. Có thể trong kỷ nguyên Premier League, Southampton chưa bao giờ được phép ăn mừng chiến thắng trên sân thánh địa Emirates, nhưng cũng đừng quên cả 7 chiến thắng mà họ có được trước Arsenal đều được diễn ra ngay trên sân nhà của mình. Đó là chưa kể tới, chiến thắng trực tiếp ở mặt trận FA Cup vừa qua sẽ là nguồn động lực không hề nhỏ để Southampton hướng đến một trận cầu có điểm trong trận đấu này. Phía bên kia chiến tuyến, có thể những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Arsenal có thể biện minh phần nào cho đội bóng con cưng của họ, khi ở vòng đấu vừa qua huấn luyện viên Mikel Arteta đã không tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, nếu nhìn sang phía đội chủ nhà, thì Southampton cũng không khác gì Arsenal, khi cũng có những cái tên thường xuyên dự bị được tung ra sân, và thậm chí ngay cả vị trí thủ thành McCarthy cũng có được người thay thế. Vì vậy, không thể biện minh cho trận thua vừa rồi bằng một lý do quen thuộc như vậy. Có chăng là việc hàng công của pháo thủ đêm đó đã chơi dưới sức của mình? Bởi ngay khi có những thay đổi người từ đầu hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đã chơi sắc nét hơn với 8 pha dứt điểm, và cũng kiểm soát bóng nhiều hơn đến 69%, nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng là gì khi họ chỉ có đúng một pha dứt điểm bóng đi trúng đích. Qua đó, việc chia tay giải đấu này từ sớm sẽ không phải là việc gì quá oan uổng đối với Arsenal. Tiếp tục với màn trở lại St Mary sau vài ngày, trận thua vừa kể trên đã chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại của Arsenal, và nó cũng đang khiến cho người hâm mộ của thầy trò huấn luyện viên Arteta bắt đầu phải lo lắng. Cần biết trong 2 năm qua, pháo thủ thành London chưa bao giờ có dư đạn dược để sang bằng 3 pháo đài liên tiếp, bởi thành tích tốt nhất mà họ có được chỉ là 2 chiến thắng liên tiếp trên đất khách mà thôi. Đó là chưa nói đến trận hòa ở giai đoạn lượt đi và trận thua trước Southampton vừa kể trên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ rất nhiều. Đặc biệt là khi chứng kiến người đồng đội đã từng kề vai sát cánh như theo Walcott, ăn mừng một cách cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới đối bóng cũ trong lần hai đội bóng chạm mặt nhau ở lượt đi. Song đó, nếu nói Arsenal khó giành chiến thắng ở trận này là chuyện hoàn toàn có lý, nhưng nếu nói họ sẽ phải nhận lấy thất bại thì cần phải xem lại. Đừng quên đã 4 vòng đấu gần nhất tại Premier League, hàng phòng ngự của chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn đang giữ sạch lưới, và Arsenal cũng đang hướng đến trận đấu thứ 5 liên tiếp không để thủng lưới. Điều mà người ta đã mòn mỏi chờ đợi suốt 15 năm qua. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Southampton với Arsenal. Tỷ lệ nổ tài của Southampton đạt 20%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 70%. Có 50% kết quả về lẻ. Southampton ghi được 10 bàn, để thủng lưới 5 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Arsenal đạt 50%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 40%. Có 50% kết quả về lẻ. Arsenal ghi được 14 bàn, để thủng lưới 9 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,4 bàn. Dự đoán kết quả Southampton với Arsenal. Như đã nói, thì việc giành lấy chiến thắng ở trận này sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Arsenal. Nhưng chỉ để có một điểm ra về trước Southampton sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Với việc cả hai đều có hàng thủ chắc như hiện nay, thì một kết quả hòa hoàn toàn có khả năng xảy ra. Quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.